Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm bữa thì Mai có đi Gasper để Mai mua ba cái giỏ này cô chú anh chị, nhưng mà Mai mua bị lộn ha. Những cái này là để làm giỏ treo hoa, do đó thì họ có khoan những cái lỗ đây nè. Nên khi mà Mai để lên cái cây này thì nó sẽ không có đứng, nó không có cái chỗ á cô chú anh chị. Mai mua bị lộn rồi, nên thành ra hôm nay Mai phải đem Mai trả lại. Đây, sẵn tiện trước khi đi trả ba cái rổ này thì Mai sẽ dẫn mọi người đi tới một cái địa điểm bán hoa khác ha, không phải là Gasper, cũng ở gần nhà Mai luôn, nhưng mà nó nhỏ hơn một chút xíu, thì hôm nay Mai cũng tới đó để xem được coi ở đó họ có bán cái gì. Xin mời cả nhà đi theo Mai nha. Cái chỗ mà Mai dẫn mọi người đi tới ngày hôm nay đó, thì cũng cách nhà Mai khoảng có 2 phút thôi. Mai đi ra tới đường này để thẳng hoài là sẽ tới ha. Hôm nay thì nhiệt độ bên tiểu bang của Mai khá là ấm cho anh chị, 80 độ F, thì không biết bao nhiêu độ C ha. Nói chung là ấm, hôm nay rất là ấm, nên là bây giờ Mai chưa có ra Mai trồng hoa được, thì khoảng buổi chiều nay Mai sẽ ra Mai trồng hoa trước cửa nhà Mai. Thì khi Mai qua trồng thì Mai sẽ quay cho cả nhà mình xem. Nên Mai sẽ đi thẳng con đường này là sẽ tới cái chỗ mà bán hoa bán cỏ của chú anh chị. Đây Mai tới đây, đây cô chú anh chị, cái chỗ hàng rào trắng trắng bên tay trái của Mai đó chính là cái chỗ bán cây bán hoa đó. Đây là Farm and Garden Station. Wow, họ bán quá trời dừa, quá trời bông bụt ha. Bắt đầu cô chú anh chị thấy không? Những cái cây leo nè. Chỗ này thì quy mô nó không có được to bằng Tanner Brothers, nhưng mà bán cũng rất là nhiều cây giống nha cô chú anh chị. Mày cũng thích cái chỗ này lắm, hình như chỗ này nó bán rẻ hơn Tanner Brothers một chút xíu. Ở khu nhà Mai á, thì rất là nhiều nông trại và nhiều đất nó rộng á cô chú anh chị, nên người ta rất là thích trồng hoa, và đặc biệt là người Mỹ á, là mỗi cái dịp mà mùa xuân, mùa hè tới á, là họ mua rất là nhiều hoa về nhà trồng ha. Họ rất là chú ý đến cái cảnh quan. Đó, thấy ông xe mà người ta xếp hàng ra dài tới đây luôn ha. Đùm nượp luôn. Ui, đẹp quá cô chú anh chị. Mùa Mai phải thừa nhận là giãn thảo ở đây rất là đẹp ha. Mai sẽ đi một vòng cho mọi người cùng xem với Mai. Nhưng mà Mai thấy Mai vô tới đây thì Mai thích nhất là những cái chậu giãn thảo đó, nên là Mai tới đây Mai xem trước. Các cô chú anh chị thấy cái chậu này nó có 3 màu luôn, thấy đẹp không? Hoa nó nhỏ nhưng mà nó có tới 3 màu là rất là đẹp ha. Quá trời đẹp. Thôi bây giờ thì Mai sẽ đi một vòng nha. Này, ở bên này họ bán rẻ hơn bên Tanner Brothers của chú anh chị. Ở đây họ bán có 4.99 một cái chậu 4 in này. Nhưng mà Tanner Brothers bữa Mai mua là 5.99 hay nhiêu đó. Nãy giờ Mai quên lấy xe đẩy của chú anh chị, để Mai đi lấy chiếc xe đẩy ra. Đi mua hoa mà quên lấy xe đẩy. Đây, những cái chậu treo là chỉ có 18.99 một chậu thôi, nhưng mà nếu mà hai chậu còn có 36 đồng mà cô chú anh chị, rẻ quá ha. Rẻ hơn Tanner Brothers nhiều. Wow. Mình biết vậy mình qua đây mình mua rồi. Đây là cái hoa vàng giống như hoa chuối hoa gì hồi xưa ở Việt Nam Mai cũng thấy á cô chú anh chị. Nên mấy cái chậu treo này có 18.99 ha, nhưng mà hai chậu là 36 đồng. Rất là rẻ luôn. Mà cái chậu này nó còn xum xê hơn cái chậu ở bên Tanner Brothers nữa có chú chị, 4.99. Chà, rẻ quá. Chắc là Mai sẽ mua thêm mấy một đống chậu này về quá. Cô chú chị thấy không, bên này là đông người hơn bên kia ha. Để Mai coi một tray này là bao nhiêu chậu ha. 2, 4, 6, 8 8 chậu. Tray này là 8 chậu. Mai thì rất là thích hoa màu trắng ha. Rất thích màu trắng luôn. Mai nghĩ Mai sẽ lấy một cái tray màu trắng này ha. Cả nhà ơi, nhìn thấy hoa bạn thọ nè, thấy nhớ Tết Việt Nam không? Mỗi lần nhìn thấy hoa bạn thọ này sao thấy Mai thấy nhớ Tết Việt Nam sao đâu á nha. Mới đầu không nghĩ là bên Mỹ cũng có hoa bạn thọ, nhưng mà bây giờ cũng có nha cô chú anh chị. Đẹp ha. Ở trong này nó là cái bông hoa này có hai màu nè, bên ngoài màu nhạt ha, bên trong màu đậm hơn. Còn bên này thì nó hơi đốm đốm.
Cả nhà thấy cái màu hoa này nó có lạ không? Nó hơi sọc sọc sọc, rất là lạ. Tất cả những cái chậu ở trên cái khay này nhỏ nhỏ này là 4.99 hết đó cô chú anh chị. Mai thì thấy mấy cái chậu mà nó rủ rủ như thế này rất là đẹp ha, giống như cái hình lồng đèn vậy cô chú anh chị thấy không? Giống như trái thù đù ha. Và khi mà nó nở ra ha, bạn nhìn thấy không? Nở ra ở trong cái hoa trong này nó màu tím ha. Ở ngoài thì màu hồng. Đẹp ghê cô chú anh chị. 18 đồng một chậu. Quá trời xinh luôn. Ôi, Mai thích cái bông này quá, bông này rất là to luôn ha. Mai sẽ lấy một tray. Đây, ở vườn này họ tưới mỗi ngày luôn. How many times you water every day? Right now? Yeah. When it's hot out, yeah. And like twice a day or just one time? Once a day. Once a day. Thank you. Oh, thank you so much. Yeah, thank you. Mai hỏi chị này là cái cách để trồng cái cây giãn thảo sao mà nó cứ chết á. Chị nói là mỗi tuần mình phải đều phải cho nó ăn nha. Đó, Mai sẽ mua cái này nữa. À, mấy cái em giãn thảo này rất là đỏng đảnh cô chú anh chị, do đó thì mình tưới nhiều quá cũng không được mà tưới ít cũng không xong nha. Bạn chị đã nói là mình khi nào mà mình thấy nó giống như là cái chậu nó nhẹ thì mình nên tưới, còn nếu không thì thôi ha. À, thường thì người ta tưới là cách ngày người ta tưới một lần, nhưng mà nếu mà nóng quá thì người ta ngày nào người ta cũng phải tưới, và tưới là tưới ngay cái gốc này thôi chứ không có tưới ở trên mặt ha. Mai thì mai tưới tùm lum hết á, và phải cho ăn mỗi tuần một lần cô chú anh chị, mình phải cho chất dinh dưỡng ha. Mai định mua màu tím nữa nhưng mà nhìn thấy màu tím này nó không có được khỏe, cô chú chị nhìn thấy không? Mai quay cận nè, nó thì mai không có mua, thấy nó vàng vàng sao á, cũng khó ở ha. Cái này thì nó cũng không có khỏe ha. Mai thấy cái chậu màu này rất là đẹp luôn á. Ôi, nó nở đủ màu hết ha. Wow, đẹp quá. Đấy, cả nhà nhìn thấy đẹp không? Cái này là màu hồng, tím, vàng. Mai lấy xuống coi. Wow, chậu này thì màu tím nhạt, màu tím đậm với màu vàng của chú anh chị. Mọi người nhìn thấy cái nào đẹp hơn? Cái nào cũng đẹp hết đó ha. Quá trời đẹp luôn. Đó, Mai lựa được hai chậu này. Quá đẹp. Wow, chậu nào cũng đẹp hết nên rất là khó lựa chọn ha. Này giống cây khoai lang quá, mà không biết phải không? Mai nghĩ là khoai lang nhưng mà cây giống như cây kiểng vậy đó. Đây, mọi người thấy cái cây này màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi, nhìn nó đẹp không? Đẹp quá ha. Ở đây họ xây dựng cái dàn tưới của chú anh chị thấy không? Cái màu hà vàng này nè, họ treo dọc hết luôn. Rất là thuận tiện cho mấy cái người ở đây họ tưới cây ha. Wow, cái bông gì li ti nhìn đẹp quá cả nha. Nghe mùi thơm nữa nha, rất là đẹp luôn. Mấy cái bông này cũng đẹp không có kém nè. Trời ơi, nó nở nè. Coi nó nở nè cả nhà. Đúng là đẹp không kém luôn nha. Quá trời đó. Hoa gì đây mà đẹp thế? Cô chú chị nhìn nè. Tầng tầng lớp lớp nè. Xinh không? Mà cánh nó rất là mềm mịn ha. Wow, quá là đẹp luôn thấy không? Đủ màu hết nha. Ôi, họ thậm chí bán cái cúc này nữa cô chú anh chị. Cái cúc vàng vàng này nè. Mai cũng thích nữa ha. Cái cây này màu cũng đẹp ha.
đó, mọi người thấy người ta đi mua hoa đùm đượp như đi chợ vậy ha, đông vui dễ sợ. Đây họ bán hoa dừa cạn nè, hoa này cũng thơm lắm cả nhà, hoa này đủ màu luôn ha. Mai không biết hoa này là hoa gì nữa. Wow, ở đây họ bán rẻ ghê, một cái khay như vậy có 17 đồng 49 à, rẻ dễ sợ rẻ luôn. Nhưng mà cái này nó nhỏ quá, mình trồng hơi cực của chú anh chị, cái khay này nè, nên mà mua cái bự này nè, mình trồng nó đỡ cực hơn ha. Nhưng mà ở đây họ có mấy cái màu mà mình không có nè, Mai nghĩ là Mai sẽ lấy thêm cái tray này nữa. Có nên lấy không ta? Cái tray này giờ trồng cực lắm cô chú anh chị ơi, cái tray này nè, tại vì nó nhỏ, dòng rất là cực luôn á. Đây cuối cùng thì Mai sẽ lấy ba cái tray này ha, tại vì ba cái tray này là Mai không có cái màu này, đó, màu tím nè với màu trắng, cái màu tím nhạt, màu hồng, màu trắng này cũng ổn, màu trắng này nhỏ quá. Ở bên này thì những cái giỏ hoa nó thuộc dạng đứng, còn chính thì nó không có nằm, không có rủ. Mai thì Mai thích cái hoa nó rủ hơn, nên Mai không có lấy mấy cái giỏ hoa bên này. Đấy, dừa cạn đủ màu hết của chính chị. Dừa cạn này thì cũng dễ trồng, nhưng mà nói vậy thôi chứ nó cũng cực lắm của chính chị, nó cũng chết bắt đắc kỳ tử lắm. Đây, ví dụ dưới cái cây này là cô chính chị thấy nó chết không? Mình trồng lớn rồi tự nhiên nó chết đó, mình buồn lắm nha. Đây là hoa mồng gà nè. Còn đây là hoa cúc Đà Lạt, có chú anh chị thấy không? Hồi xưa nè, cái cúc Đà Lạt ở Việt Nam mình có nhiều lắm. Hồi xưa Mai hay gọi đây là cúc Đà Lạt, chứ còn đây Mai không biết gọi là cái gì ha. Đây vạn thọ ở đây. Đây khu vực này họ bán rau nè, đây là rosemary, là cây hương thảo của chú anh chị. Còn đây là cây ngò ha, ngò rí của mình đó. Đây họ bán 3 đồng 99 một cây. Cái cây này nhà Mai có nè, bữa Mai chỉ mọi người xem đó, mà không biết thế này gọi là gì. Đây là cây parsley của chú anh chị, cây mà mình hay người Ý họ hay làm, họ để đồ ăn vô đó. Đó là húng quế của Mỹ ha. Đây là húng quế của Thái nè, là giống húng quế giống của mình á. Húng quế Mỹ. Đây là cây mint, là cây bạc hà ha. Và đây là cái cây húng lũi nè cả nhà. Đó, bạc hà. À, tía tô kìa phải không? Đó, giống như rau thơm ấy, tía tô mày nghĩ vậy. Đây nè. Giống vậy, không phải. Đây cúc Đà Lạt nè cô chú anh chị, 2 đồng 99 một chậu nha. Nãy giờ thì Mai dẫn mọi người đi cái khu vực mà hoa một mùa ha, nghĩa là sau mỗi mùa nó đều chết để trồng lại. Còn bây giờ thì Mai sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài để coi cái loại hoa mà tự mọc lại mỗi năm nó có cái gì ở đây ha. Đây là cái khu vực ở ngoài trời thì họ sẽ trồng những cái loại cây hoa mà mỗi năm đều mọc lại, có nghĩa là sau mùa đông người ta nó sẽ không có chết mà nó ngủ đông thôi, sau đó nó sẽ mọc lại cô chú anh chị. Những cái loại hoa này thường thì màu sắc nó sẽ không có được sặc sỡ giống như hoa một mùa của mình, nhưng mà nó được cái thuận tiện là mình không có phải trồng đi trồng lại ha. Wow, đây là cái vườn hồng của người ta, để Mai để cái xe làm sao cho nó đứng lại, cho nó đừng chạy nữa, xe này nó cứ chạy hoài. Ok, đây là mấy cái chậu hồng nè cô chú anh chị, mọi người có thể tưởng tượng được cái hoa hồng nó to đến như thế này không? Nè, nó to bằng cái bàn tay của Mai luôn, thấy không? Màu này cũng xinh quá ha, màu vàng. 36 đồng 99 một chậu là 37 đồng nha. Màu vàng ở đây ha, và màu hồng ở kia. Trời, mọi người nhìn nè. Wow, đẹp quá. Đây là màu hồng nhạt ha, cô chú anh chị. Còn màu hồng đậm là ở bên kia. Đó, hồng đậm hơn. Nhưng mà Mai thì hoa hồng là Mai cũng thích, nhưng mà Mai không có được thích cho lắm. Mai thích những cái loại hoa hồng mà nó có nhiều cánh á, nó dày hơn cô chú anh chị ha. Mấy cái hồng này nó ít cánh quá, Mai cũng không có được thích cho lắm. Màu đậm nè cô chú anh chị. Bởi vậy á, Mai là người mê hoa mê cây á, nên mùa hè Mai rất là đen, Mai ra ngoài đường không à. Đó, cả nhà thấy xinh không?
Mai thì thích những cái hoa mà nhiều cánh, rồi nó có hương thơm á, hoa hồng á, nó phải có hương thơm Mai mới thích nha. Còn nó hoa mà hữu sắc mà vô hương là Mai không có thích. Đó, đẹp ha. Có sắc mà phải có hương nữa mới được. Cái hoa, cái cây này là cái cây mà leo hàng rào của chính chị. Đó, thì họ nó mọc hoa nó sẽ như thế này. Thì ở đây người ta có những cái tác này để người ta cho mình biết cái hoa của nó sẽ như thế nào á. 40 đồng một chậu ha. Đây cả nhà có thấy cái bụi hoa ở nhà Mai không? Mọi người nhớ nghe cái mailbox của nhà Mai không? Hoa này nè, đó. Cái hoa này là một chậu 11.99 đồng, nhưng mà nếu mà mua 3 chậu là chỉ có 30 đồng thôi cả nhà. Hoa này thì mỗi năm đều mọc lại nha. Đẹp ha. Đó, 3 chậu 30 đồng, rẻ chứ bộ ha. Quá trời rẻ luôn. Mà Mai thì thích cái màu này nè. Ui. Chắc là mua về nhà mấy bụi để trồng trước cửa nhà quá. Đi một vòng cái đã. À, cô chú chị thấy cái hoa tím tím ở nhà Mai không? Cũng chính là những cái hoa này đây nè. Hai năm trước thì Mai trồng ở nhà dọc theo cái một năm trước hay hai năm trước Mai cũng quên rồi ha. Đó thì Mai trồng dọc theo cái tường nhà Mai để Mai muốn cái bốc nó nở ra nguyên một màu tím, và bây giờ thì Mai đã tại nguyện rồi đó, nó nở ra nguyên một cái màu tím dọc theo cái bờ tường ha. Chắc là Mai sẽ lấy ba chậu này. Đẹp ha. Quá trời đẹp luôn. Coi nè, nó ra bông nè, 11 có những cái nụ này nó nở bông á, nghẹt luôn nha. Trời, cái hoa màu tím này nó cũng đẹp không kém ha, cô chú chị nhìn thấy nó tơ 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 đẹp không? Wow, cái cây gì mà nó như nhung vậy, cô chú chị mình đụng vô mình cảm tưởng nó như nhung luôn. Cho nó mềm ha, nó mềm, không biết cái gì nữa. Suốt ngày rời đầu con người ta, than con người ta mềm. Đây cái màu này cũng đẹp của chính vậy ha. Cái màu tím này thì nó nhạt, nó màu ngã về màu tím hồng ha. Còn cái màu tím này là tím đậm nè. Trời nó như nhung vậy đó, rời đã dễ sợ luôn nha. Cái này cũng đẹp nè ha. Đó, trời ơi. Trời ơi, cả nhà coi nè, cái chậu hoa như vậy nè. Coi nó đẹp không? Sao nó quá đẹp vậy ta? Quá trời đẹp luôn. Đây, hoặc là cái chậu này nè. Đẹp không? Đây, Mai định coi mà cái chị này chị nói là chị đã lựa hết rồi. Nên thành ra không có coi được. Thôi kệ đi. Đây hoa mẫu đơn nè cả nhà. Nhưng mà cái loại mẫu đơn này là chỉ có cánh đơn thôi ha. Mai không thích như vậy. Mai thích á, mẫu đơn nó phải nở như thế này nè. Mẫu đơn nhà Mai là vậy nè. No, mẫu đơn nhà Mai không phải vậy cô chú anh chị. Để Mai chỉ cho mọi người coi cái mẫu đơn nhà Mai là nó như thế nào nha. Đây. Mẫu đơn nhà Mai là vậy nè. Đó. Cánh nó dày vậy nè. Đó, nhà Mai có mấy cây mẫu đơn chuẩn bị nở, khi nào nở thì Mai khoe với mọi người nha. Ui trời, nó đẹp quá em ơi. Mai mà vô đây á là mê mê lắm cô chú anh chị, mê dữ luôn á, mê chữ ê kéo dài luôn á nha. Đó, cái này là cái gì mà nó ngộ ha, giống cây 10 giờ mà không phải nè, có hoa nhỏ nhỏ nè, hoa giống như hoa cúc ha, nhưng mà thân thì lại giống thân 10 giờ mà cũng không giống 10 giờ lắm. Cái nó ương ước làm sao cô chú anh chị nhìn thấy sát vô nè, nó rất là ngộ, gọi là cây hoa ngộ. Wow. Ui, tưởng là nó không đẹp ha, mới đầu mình chê nó cả nhà, không phải nha, khi mà nó nở ra nó như vậy nè. Tưởng em không đẹp hả? Không có đâu cưng, rất là đẹp luôn, thấy không? Khi mà nó nở nhiều ra nó như vậy nè. Đó. Ai nói em không đẹp đâu. Em quá xinh luôn chứ không phải là thường nữa. Đây có màu đỏ ha, màu trắng và màu hồng, có màu hồng nhạt nữa kìa, và màu cam nữa kìa, thấy không? Ôi màu vàng nữa kìa, thấy chưa? Ôi cũng rất là nhiều màu luôn. Ok, em màu vàng nó đẹp quá, em màu vàng nó nở quá trời bông luôn. Em màu trắng này cũng đẹp, Mai thích hoa màu trắng. Wow, cả nhà thấy không? Quá trời nụ luôn, giống như hoa 10 giờ vậy ha. Mai nghĩ giống 10 giờ.
Đó, những cái chậu nhỏ nhỏ như vậy là đều 11.99 một chậu, nhưng mà nếu mình mua 3 chậu thì là 30 đồng. Mình có thể mix lại các loại với nhau cũng được ha. Đây cô chú anh chị, cái hoa này là hoa cúc nè, Becky nè cô chú anh chị, cúc trắng. Ở trước cửa nhà Mai, Mai có mua 2 chậu, năm nay nó mọc lại đó. Mới đầu á, năm ngoái Mai mua, Mai không có tin là nó sẽ mọc lại. Cô chú anh chị, Mai nghĩ là hoa cúc thì nó sẽ tàn, nhưng mà không, đúng là năm nay em đó mọc lại, nhưng mà em chưa có ra hoa thôi. Đây cô chú anh chị thấy không, em này cũng chưa ra hoa. Đây cả nhà, ông xã Mai mới đi gặp khách hàng về, xong rồi gọi điện cho Mai liền, nói là chút xíu anh sẽ qua anh chở hoa về cho em. Hỏi em có mua gì không, nó có chứ, tới đây mà sao không mua được cô chú anh chị ha. Nào ông xã Mai sẽ tới để chở hoa về cho Mai, tại vì không có muốn Mai chở bằng cái xe của Mai, nó sẽ bị dơ đó cả nhà. Đây cả nhà ơi, một xe không đủ nha, Mai phải lấy thêm một xe này nữa, tại vì ông xã Mai tới đây nên ông xã Mai sẽ khiêng phụ Mai. Mai có 12 chậu này, và Mai lấy 3 chậu này. 3 chậu này Mai không biết Mai có nên lấy không, tại cái màu này Mai không có được thích cho lắm. Còn cái này thì Mai thích nè, cái này Mai sẽ trồng ở cái driveway nhà Mai ha. Ôi, Mai không biết cái cây này là cái cây gì luôn á, mà người ta trồng quá trời đây luôn cô chú anh chị. 3 đồng 20, 32 đồng 99. White snowy fragrant bloom, luxury bright green leaves. Không biết cái này nó dở hay đáng lẽ phải để cái hình bông hoa cho người ta mới biết được nó đẹp cỡ nào để người ta mua chứ. Chắc là người Mỹ ai cũng biết, có mình Mai không biết thôi đó. Đây cô chú anh chị, họ ươm thành từng cái cây như vậy nè. 32 đồng một cái tray như thế này. Mình dở, mình không biết. À Mai sẽ Google, để Mai Google cái tên này nó ra như thế nào. Ủa nó là gì nè, nó có hoa gì đâu. Nó không có hoa gì hết á. Giống như là nó trầm giống như một cái thảm thực vật vậy thôi. Thôi vậy mình không ham. Đó, cái chị này là chị mua một đống hoa ở ngoài kia, chị vẫn còn vào đây chỉ càng quét tiếp. Vẫn chưa đủ cả nhà. Không bao nhiêu là đủ cho chị hết. Đúng là khi mà mình mê hoa mình rất là hiểu ha, tại vì Mai cũng rất là mê hoa. Nên đối với Mai là không đủ. Oh my god. Cả nhà ơi, hoa đồng tiền đẹp không? Đồng tiền có rất là nhiều màu ha, màu vàng nè, màu đỏ nè, màu trắng ha, đẹp quá. Nhưng mà đồng tiền này thì nhanh tàn á, nên Mai ít có muốn trồng đồng tiền, chứ thật ra đồng tiền cũng rất là đẹp ha. Ông xã Mai gọi rồi đây. Ông đang ở đâu vậy ta? Ồ, Mai chưa đi ra cái khu này nha. Cái khu này hình như có nhiều hoa lạ nè. Hình như cái khu này là cái khu họ phiêu hoa vô nè, họ chuẩn bị hoa về, họ về đây nè cô chú anh chị. Ôi so beautiful. Wow. Đây hoa mới về đây. So beautiful. So beautiful. Đây cô chú anh chị. Ở đây là hoa phan xê nè cô chú anh chị thấy không? Phan xê. Hình như là giống sao ở đây người ta kêu là cao oai. Nhưng mà Mai nhớ là tiếng Việt của mình gọi là hoa băng xê á. Đây những cái tray hoa này người ta để dành, người ta phiêu vào nè, thấy không? Trời ơi đẹp quá. Quá trời đẹp. Wow, đây nữa nè. Quá trời đẹp luôn. Cái này bên kia bán 20 mấy đồng một chậu, đây ta bán có 18 đồng một chậu thôi. Rẻ dễ sợ ha. Không có đắt giống như là ở bên Tenebrodo bán mắc dễ sợ luôn. Wow, cái màu này đẹp quá, Mai thích cái màu này. Ây da, không lẽ mình mua nữa. Đây, Mai mua cái này nữa, đẹp quá. Đây, ông xã Mai xuất hiện rồi đây. You're kidding, right? No. Ông nhìn Mai, ông nói em nói giỡn ha. Are you kidding? No. Well, no, no more hanging baskets, honey, because if we go away one weekend, they all dry, they die. Right? Rồi, sẵn sàng ra trả tiền thôi. No, 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 no. Go. If you don't water for one weekend, they die. À, bây giờ Mai biết tên của cái hoa này rồi. Petunia. Cái hoa giãn thảo của mình đọc tiếng Anh là petunia. Yeah, yeah. Rất là đẹp, cô chú anh chị thấy không? Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Rất là đẹp. Ông xã Mai thì nói từng tới mình đi chơi rồi, em chồng rồi làm sao ai tưới cho em. Mai nói không biết, muốn chồng. Đây cô chú anh chị, Mai sẽ mua hai cái loại này để bón phân nè. Cái này là để rắc ở trên cái chậu ha, còn cái này thì để bón dưới đất.
Ông xã Mai trả tiền. Ông xã Mai là nhìn thấy Mai là nản lòng chiến sĩ, thấy là vợ nó mua quá trời mua. À, hôm nay Mai mua hết chỗ này khoảng 600 cô chú anh chị ha, cũng ok. Chỗ này bán rẻ hơn là chỗ Gasper hôm bữa đó. Cái hoa này bên kia 27 đồng, nhưng mà ở đây bán có 18 đồng thôi, đương nhiên đây rẻ hơn ha. Đó, rất là rẻ. Biết vậy hôm qua hôm nay mua ha. Nó chênh lệch tới bao nhiêu ta? 18 mà cái kia là 27 đồng, 9 đồng luôn á. Mắc quá vậy. Wow, thấy không? Trời, hôm bữa mình sai lầm, mình mua chỗ kia mà đâu có return được mấy cái hoa, đâu có return được. Thôi kệ đi, mình bữa mình mua 5 chậu là hết 45 đồng mà mắc hơn rồi, thấy không? Hôm bữa mình mua 600 mấy mà hôm nay mình mua nhiều hoa hơn mà có 600 thôi. Chứng tỏ là bên này bán rẻ hơn rất là nhiều. Mai muốn mua cái này nè cô chú anh chị, cái này là 30 đồng một cây ha. Mai muốn mua 5 cây nhưng mà bây giờ trả tiền rồi, thôi để bữa khác ghé mua đi. Mai sẽ đẩy xuống để ông xã Mai đi tới đó lấy đất cái đã. Đây một chiếc xe hoa cô chú anh chị. Những chiếc xe. Đây là cũng là một chiếc xe hoa luôn. Đây. Vừa khích luôn. Đó. Wow, beautiful. I want to kill you. Ông xã phải nói vậy. Okay. So I have to bring my car here, right? Let I go get the plastic bag. Mày đi lấy cái miếng nhựa này để mày lót cái xe khi mà để cái miếng. Mày có mua một cái bao đất cơ chứ anh chị, nên thành ra là mày phải lấy cái này để mày lót. Có là ông xã xe mày sẽ bị dơ. Rồi, đi. Đây mày về đến nhà rồi cả nhà ơi. Đây cái bao đất mà mày mua nè. Cái bao đất này là để trồng trong chậu ha. Người ta nói là potting mix nó khác với lại cái bao đất trồng ở ngoài đất của chú anh chị. Mình ở đây thì họ có cho mình những cái bao vậy để mình lót, mình không có bị dơ xe đó. Còn xã Mai không có than phiền, nó không bị mệt lắm cô chú anh chị. Thì sẵn tiện Mai quay cho mọi người thấy luôn ha. Bây giờ Mai sẽ quay cái cảnh tượng trước khi Mai trồng và cái cảnh tượng trước khi sau khi Mai trồng cho mọi người xem như thế nào ha. Đây, trước khi Mai trồng ha. Đây là Mai chưa có trồng hoa nha. Đó. Ông xã Mai về rồi kìa. Và cái driveway này là trước khi Mai trồng hoa luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2, 4, 6, 10, 11 Và ở đây mình có thể trồng được 11, 12 bụi hoa đó. Đúng rồi đó, Mai mua là chính xác luôn. 12 cái khoảng trống này, Mai sẽ trồng được 12 cái bụi hoa cẩm chướng mà hồng hồng đó. Vậy là ngày mai Mai sẽ mua cho cái hàng bên này. Cái hàng bên này thì chưa có nha. Cái hàng bên này để Mai coi coi có bao nhiêu cái chậu để ngày mai mình biết mình mua. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 gì đó. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 chậu. Wow, chính ta cũng nhiều dữ ha. Ông xã Mai thì đang lùi lại cho nó dễ lấy nè cô chú anh chị. Hi, hi. Ok, hi Steve. Hi Steve. Đây là buổi thứ hai. Mày mới đi ra cái deck để mày lấy mấy cái hoa ngoài đó vô, bây giờ trồng tiếp mấy cái màu khác nữa ha.
cho nó mình phối đủ màu hết cho nó đẹp. Ê, mới làm có chút xíu mà nó mệt rồi cô chú anh chị, chịu đời nổi không? Đây cô chú anh chị, Mai đã trồng xong hết rồi, cũng chưa gọi là hết nữa, cũng vẫn còn một chút đỉnh nữa, nhưng mà thôi cơ bản là như vậy đã xong ha. Đây cả nhà nhìn thấy hoa của Mai nha. Hiện tại thì Mai trồng tới đây rồi, bây giờ Mai sẽ tưới nữa là thôi rồi ha, Mai sẽ tưới nước. Thường thì Mai trồng như vậy, năm nào Mai cũng trồng hết. Còn chỗ hoa này dư thì chút xíu Mai trồng ở bên kia, sáng mai Mai trồng chứ giờ Mai mệt lắm rồi, bở hơi tay rồi đó cô chú anh chị. Đó. Rồi, đây. Cái rơi quầy nhà Mai đây. Bây giờ là mỗi cái khoảng trống Mai sẽ trồng thêm một bụi hoa nữa cô chú anh chị thấy không? Đẹp không? Mai trồng được một hàng bên này rồi. Còn bên kia thì Mai chưa có trồng, tại vì Mai không có mua đủ hoa và thật sự Mai cũng hết, mệt lắm rồi. Đây, thì đây là cái cây hoa bình thường nè cô chú anh chị, mỗi năm nó sẽ nở lại như vậy, rất là nhiều và rất là đẹp ha. Do đó là Mai quyết định là Mai sẽ trồng nguyên một cái rai quầy này như vậy luôn. Còn bên này thì Mai chưa trồng gì hết, thường thì Mai mỗi năm Mai sẽ trồng ở đây một bụi nè, trồng ở đây một bụi nè. Và cái rai quầy này cũng cách mỗi ấy thì Mai sẽ trồng một cái bụi hoa giống như vậy ha, giống y như bên kia vậy đó, nhưng mà chưa có thời gian cô chú chị ơi, chưa trồng xong, trồng như đây là đủ mệt rồi. Là ngày mai chắc chắn là hai cái đùi Mai nó rã luôn á, mà cái bệnh mê hoa nó phải chịu vậy thôi. Nãy có cái chị kia đi ngang qua nói trời ơi hoa của bạn năm nào nhìn cũng đẹp hết. Đúng rồi đó, cái chị đó là chị ở đây lâu, chị biết hay năm nào Mai cũng trồng hoa đó, mẫu đơn sắp nở hay nè cả nhà. Năm nào là Mai cũng mê hoa lắm. Bây giờ Mai đi tưới một cái đã, chồng mà không tưới nó chết á. Đó, trước cửa nhà Mai nè, treo hai cái giỏ hoa như thế này, một mỗi cây một bên. Đẹp ha. Cô chú anh chị biết còn cái gì Mai chưa làm nữa không? Đẹp quá. Còn hai cái chậu này nè cô chú anh chị. Đó, Mai định là để một cái chậu bự lên đây, mua một cái chậu thật là bự để lên cái tray này, xong rồi dưới này mình trồng cái gì đó nữa ha. Đó là hai cái chậu này là Mai phải trồng. Nói chung là Mai cũng gần xong rồi cô chú anh chị. Chỉ còn đôi chút nữa thôi. Còn cái này là để mình tưới mỗi ngày, mình bón phân là nó sẽ to, nó sẽ rất là đẹp ha, nó phủ ra. Này phải trim lại giống như một cái rừng vậy đó, cái hai cái bụi này Mai phải trim lại ha. Và mấy cái bụi trong đó Mai phải trim lại luôn. Trim là mình tỉa nó lại của chú anh chị. Trời ơi, cái này có sao không ta? Ổn không? Ổn không? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với Mai đi mua hoa rồi bây giờ lăn xả ra trồng hoa ngày hôm nay, tối nay. Ôi, hôm nay mới phát hiện áo Mai cũng đúng là mặc cái áo nó rất là hợp luôn cô chú anh chị. Áo toàn là hoa không, một rừng hoa luôn ha. Tối nay chắc là Mai sẽ ngủ ngon đây. Cảm ơn cả nhà, hy vọng là cả nhà yêu thích video ngày hôm nay của Mai. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.